cả các bạn nha. Hôm nay cơ sở chúng tôi giới thiệu một sản phẩm mới, đó là cái cữ tỳ phôi thủ công. Nếu như các bạn mà chưa có điều kiện sắm được cái máy tỳ phôi thì chúng ta có thể dùng cái cữ thủ công này. Thì về cái công dụng của nó thì nó không khác gì là cái máy tỳ phôi chuyên dụng cả. Bây giờ các bạn có thể xem chúng tôi để chạy thử một làm thử cho các bạn coi. Bởi vì cái này nếu như các bạn mà làm một mình thì không cần người phụ thì mình cũng một mình vẫn có thể làm được. Ví dụ như thể là chúng ta soi cái cửa hay là đánh pano hay là mình chạy chỉ thì có cái lò xo này nó giữ rất là chuẩn xác, chứ không như tay mình giữ là nó không đều được, nhiều khi nó còn nhảy lên nhảy xuống mà nó hỏng mất cái chỉ ra. Bây giờ chúng tôi có thể là chạy thử một đoạn cho các bạn coi, nếu mà các bạn thấy thiết thực thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi, cơ sở chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những sản phẩm mà như các bạn đã coi. Bây giờ chúng tôi sẽ chạy thử máy.